Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hải quan Hải Phòng phát hiện ô tô Trung Quốc nhập lậu trong container từ Malaysia. Ngày 13 tháng 8, thông tin từ Hải quan Hải Phòng cho biết, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện vụ nhập lậu ô tô qua cảng. Theo tờ khai ghi container nhập khẩu rỗng, nhưng khi hải quan kiểm tra, phát hiện bên trong container có cất giấu 3 chiếc ô tô Trung Quốc hiệu Cherry Tico 7 Pro. Cụ thể, trong đó gồm một ô tô kiểu dáng du lịch chưa qua sử dụng, màu trắng, nhãn hiệu Cherry Tico 7 Pro, loại 5 chỗ ngồi, tay lái bên trái, kèm nhãn dán trên xe thể hiện sản xuất tại Trung Quốc. Một ô tô kiểu dáng du lịch chưa qua sử dụng, màu đen, nhãn hiệu Cherry Tico 7 Pro, loại 5 chỗ ngồi, tay lái bên trái, kèm nhãn dán trên xe thể hiện sản xuất tại Trung Quốc. Một ô tô kiểu dáng du lịch chưa qua sử dụng, màu trắng, nhãn hiệu Cherry Tigo 8 Pro, loại 7 chỗ ngồi, tay lái bên trái, tem nhãn dán trên xe thể hiện sản xuất tại Trung Quốc. Các container nói trên được vận chuyển trên tàu xuất phát từ cảng Than Yung, Malaysia, nhập cảnh về cảng Nam Đình Vũ ngày 23 tháng 7. Năm ngoái, Hải quan Hải Phòng cũng phát hiện, xử lý 2 lô hàng ô tô nhập lậu từ cảng Incheon, Hàn Quốc về cảng Hải Phòng. Hàng hóa thể hiện trên chứng từ vận tải là 24 ô tô con đã qua sử dụng. Đứng tên nhận hàng là công ty cổ phần tiếp vận Á Âu có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kết quả giám định cho thấy có 9 trên 24 chiếc xe đã quá hạn 5 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo nghị quyết số 69 năm 2018 của Chính phủ. Hải quan xác định các lô hàng trên không phải của công ty cổ phần tiếp vận Á Âu mà công ty này đứng tên nhận làm dịch vụ giao nhận, vận chuyển quá cảnh cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, công ty cổ phần tiếp vận Á Âu không xuất trình được giấy phép quá cảng hàng hóa do Bộ Công Thương cấp. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Hải quan Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần tiếp vận Á Âu về hành vi quá cảng hàng hóa theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. Ngoài bị xử phạt tiền, công ty còn bị tịch thu tăng vật vi phạm hành chính đối với 9 trên 24 chiếc xe nói trên. Đối với 15 chiếc xe còn lại, cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Cây xanh là lá phổi của các đô thị lớn như Hà Nội, giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và giảm nhiệt độ vào những ngày hè nóng bức. Tuy nhiên hiện nay, lá phổi xanh ấy đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi một bộ phận người dân thiếu ý thức. Ghi nhận trên các tuyến đường từ các quận trung tâm như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng cho đến các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, phóng viên báo giao thông thường xuyên bắt gặp cây xanh bị xâm hại bằng nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất là bị trưng dụng làm nơi treo biển quảng cáo, đổ rác thải, bị đóng đinh vào thân cây, bị dây đèn LED quấn dọc thân và cành, hoặc thậm chí bị đổ các chất lạ, đổ xi măng bịt kín gốc cây. Và đây chính là tình cảnh éo le khi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây xanh của Hà Nội đang ngày ngày bị xâm hại, bức tử bằng nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như đổ xi măng hoặc rác thải bịt kín gốc cây, hoặc quấn dây đèn LED quanh các thân cây, cành cây và nhiều hình thức khác, ví dụ như tận dụng để treo biển quảng cáo. Tình trạng cây xanh bị xâm hại có dấu hiệu phổ biến trên các tuyến đường có nhiều hàng quán, cửa hàng kinh doanh. Theo một số người dân, nhiều hộ kinh doanh vô ý thức đã biến cây xanh công cộng thành của riêng, vô tư bức hại cây xanh trước cửa nhà chỉ để phục vụ lợi ích riêng của mình. Chúng ta phải bảo người ta là phải nên trồng lại mà phải khơi cho nó gốc, cho nó sống. Đừng hủy hoại cây xanh làm gì cả. Mà con người bây giờ mình đông quá, mà ít cây xanh là nó ngột ngạt. Nó ngột ngạt là cái chỗ mà nó nóng nực, nóng bức thì là khổ. Khi ra đường em nhìn thấy những cây bị hại như này, em cảm thấy rất buồn. Những cây xanh bị xâm hại cũng là nỗi lo lớn của người dân khi mùa mưa bão đang đến. Quanh khu phố sống thì các cái cây mọi người thường hay quấn các cái loại dây điện này, các dây đèn LED này, và thậm chí là có khi đóng cả đinh các cái biển quảng cáo, các cái pano vào đấy. Thế nên là nó ảnh hưởng đến cả sự phát triển của cây. Cây nó cũng không thể nào mà phát triển như bình thường được ấy. Thế nên là vào mùa mưa bão thì mọi người đi qua đây mọi người cũng rất là lo sợ, tại vì là không biết là cái cây nó đổ mọi người mình lúc nào, tại vì nó cũng yếu rồi. Hôm ấy em đang đi trên đường, em gặp một cái biển quảng cáo bằng sắt rất to trên cây rơi xuống, nhưng mà lúc đấy nó ở chỗ đấy không có người. Xong từ hôm đấy em cảm thấy rất là sợ. Theo chuyên gia, người thực hiện các hành vi xâm hại cây xanh có thể bị xử phạt lên tới 50 triệu đồng. Các hành vi này còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của cây xanh, khiến cây xanh mất đi sức sống, dễ dàng bị gãy đổ khi mùa mưa bão đang đến, gây nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường và người dân sinh sống xung quanh. Chúng ta đi đường chúng ta thấy rằng ở các hàng quán đã đóng đinh vào các cây để có thể treo bản hiệu, bản tên hay là
đổ xi măng vào gốc cây, điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức đề kháng của cây. Khi mà chúng ta đóng đinh vào cây ấy, thì sẽ làm cho vi khuẩn hoặc nấm tấn công vào trong thân cây, tạo thành các cái ổ mối mọt, và điều này có thể gây ra cái việc mà cây sẽ bị đổ gãy khi mà mùa bão đến. Hay là khi mà chúng ta đổ xi măng vào dưới gốc cây ấy, thì chúng ta sẽ vô tình làm cho rễ cây sẽ khó có thể là hô hấp bởi vì không tiếp xúc được nhiều với cả oxy. Từ đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của cây và làm cho cây cũng dễ bị bệnh. Cây xanh được coi như nguồn hơi thở của Hà Nội. Nếu người dân không nâng cao ý thức và cơ quan chức năng không vào cuộc xử phạt quyết liệt, lá phổi xanh của toàn thành phố sẽ đứng trước nguy cơ bị bức tử. Mục tiêu xây dựng đô thị xanh sạch đẹp của thủ đô sẽ khó có thể thành hiện thực. Dự án bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang trên đất vàng ở Quảng Ngãi. Đầu tháng 8, dự án khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi bị phát hiện bốn bề được quây tôn kín. Bên trong khuôn viên cỏ dại mọc tùm, những hố móng, công trình thi công dang dở đã xuống cấp, hư hỏng. Dự án này có vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, quy mô 500 giường bệnh nội trú, cùng nhiều phòng khám và các dịch vụ y tế chất lượng cao khác. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Tháng 6 năm 2017, dự án khởi công trên diện tích rộng hơn 1,1 hectare, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 9 năm 2018. Xong, chủ đầu tư chỉ hoàn thiện phần móng rồi để không từ đó tới nay. Năm 2018 và năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã hai lần thanh tra dự án. Qua đó, phát hiện hàng loạt sai phạm như cấp chủ trương đầu tư khi chưa thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chủ đầu tư thực hiện thi công một số hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng, không thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Với những sai phạm trên, thanh tra kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định để tự nguyện trả lại đất, chấm dứt dự án đầu tư, chấm dứt hợp đồng liên doanh, liên kết và giải quyết các nội dung liên quan đến dự án. Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao Sở Tài chính xác định tổng thể giá trị dự án. Trong đó, quan trọng nhất là các hạng mục nhà đầu tư đã xây dựng để làm cơ sở xác định giá khi lập hồ sơ bán đấu giá khu đất. Ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho hay, đơn vị có yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ như thiết kế, bản vẽ thi công, hạng mục đã xây dựng để xác định giá trị đã đầu tư. Xong, chủ đầu tư dù có phản hồi văn bản nhưng hồ sơ cung cấp không rõ ràng như yêu cầu. Ông Lê Thanh Đức, đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, công ty đã cung cấp đầy đủ hồ sơ kiểm toán, báo cáo khối lượng cho tỉnh Quảng Ngãi thông qua Sở Y tế từ năm 2019. Riêng khối lượng sau năm 2019 có phát sinh nhưng công trình ngừng nên chưa quyết toán được. Cũng theo ông Đức, công ty đã đổ vào dự án khoảng 147 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã kiểm toán. Riêng giá trị phát sinh sau năm 2019 thì mới có khai toán, chưa kiểm toán. Tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định thu hồi đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, chuyển toàn bộ quỹ đất hơn 1,1 ha cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý để tổ chức bán đấu giá. Nếu không tìm được nhà đầu tư, tỉnh cân nhắc đưa dự án vào danh mục đầu tư công để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Vì hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cũng đang quá tải.